Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại ở 50 Made Việt Nam. Hôm nay thì mình đang cùng với cả team 50 tham gia vào quá trình sản xuất chiếc máy Lumix S1 của Panasonic. Và như các bạn đã biết thì trong set quay của mình sẽ phải sử dụng rất nhiều những cái thiết bị khác nhau. Và ngày hôm nay trong chương mục Gear Review thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những phụ kiện đó. Không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ thì chúng mình cùng bắt đầu video nhé. Thiết bị mà mình muốn giới thiệu cho các bạn trong video ngày hôm nay đó chính là một bộ thu phát tín hiệu đến từ Holy Land. Như các bạn đã biết hoặc là chưa biết thì trong set quay sẽ thường có hai vị trí rất là quan trọng, đó chính là đạo diễn và quay phim. Đạo diễn thì sẽ là người kiểm soát rất nhiều những cái yếu tố như là về nội dung, bố cục. Còn anh quay phim thì sẽ là người thực hiện điều đó. Để có thể kiểm soát được các shot quay của anh quay phim thì ngày xưa anh đạo diễn sẽ phải sử dụng những dây tín hiệu HDMI rất là dài nối từ máy quay hoặc là máy ảnh đến trước màn hình. Thời gian gần đây thì có xuất hiện rất nhiều những cái bộ thu phát không dây. Ngày hôm nay thì bọn mình đang sử dụng chiếc Holy Land Max 400S để thực hiện việc truyền tải không dây đó. Trong sức khỏe bọn mình ngày hôm nay thì cũng phát được một chiếc Lumix S1. Còn bộ thu mình đang cầm ở đây thì sẽ gắn với cả chiếc màn hình Hugo 7 inch đấy nhá. Bây giờ thì chúng mình cùng set up thiết bị rồi mình sẽ nói thêm chi tiết về thiết bị này sau nhá. Cả hai bộ thu phát đều sử dụng pin ngàm lờ của Sony, ví dụ như là pin 970 có thể sử dụng trong thời gian rất là dài. Tuy nhiên ngày hôm nay thì trong set quay của mình có rất nhiều những cái thiết bị sử dụng pin 970, tương tự như là đèn này, màn hình này, thậm chí là cái bộ phát kia. Vậy nên là mình sẽ trực tiếp cắm luôn nguồn điện vào cái bộ thu này. Giao diện của hai thiết bị này khá đơn giản, chúng ta sẽ chỉ có thông tin về kênh đang sử dụng, độ phân giải đầu ra và tín hiệu của hai thiết bị. Ở đây mình đang cầm bộ thu, vậy nên nó sẽ chỉ có sóng của bộ thu mà thôi. Còn trên bộ phát sẽ có sóng của hai thiết bị. Phía dưới chúng ta sẽ có 3 nút điều khiển khá là đơn giản. Đây là nút trái phải. Và để mở được menu thì sẽ phải giữ nút ở giữa một lúc, nó sẽ hiện ra menu để chúng ta điều chỉnh. Vừa rồi thì mình vừa nói về bộ phát của cái sản phẩm này. Bộ thu thì đang được kết nối với một chiếc màn hình Viewer 7 inch. Thông thường bọn mình hay sử dụng màn hình BenQ 24 inch để theo dõi dễ hơn. Tuy nhiên, trong set quay ngày hôm nay của bọn mình có một chút khác biệt. Vậy nên bọn mình sẽ sử dụng chiếc màn hình Viewer 279 để tăng tính cơ động. Theo như Holy Land công bố thì khoảng cách truyền tải giữa hai thiết bị này có thể lên đến 400 feet, tức là khoảng tầm 120 mét. Có thể phù hợp với tất cả các set quay từ trong nhà cho đến ngoài trời. Hôm nay bọn mình làm một set quay trong nhà và mình thấy rằng là hình ảnh xuất ra từ chiếc màn hình này rất là sắc nét, ổn định, không có hiện tượng bị drop hình. Ngoài ra thì cái độ phân giải của hai thiết bị này có thể truyền tải lên Full HD 60Hz, có thể phù hợp với tất cả những cái màn hình đang sử dụng hiện giờ. Để tìm được kênh ít bị nhiễu nhất thì mình sẽ sử dụng chế độ Channel Scan. Ở đây thì chúng ta có thể thấy được rằng là kênh 2 và kênh 7 đang có dấu X. Với này mình sẽ lựa chọn những cái kênh có dấu tích như là 1, 3, 4, 5, 6, 8. Lưu ý thiết bị phát và thiết bị thu sẽ phải cùng kênh thì mới có thể kết nối được. Ví dụ như mình đang sử dụng kênh 8 thì mình sẽ chuyển hai thiết bị về cùng kênh 8. Vừa rồi chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh từ chiếc Lumix S1 ra đến màn hình này có cái độ trễ rất là thấp. Tuy nhiên với những bạn làm livestream sẽ cần một cái độ trễ thấp và độ phản hồi nhanh hơn. Thì ở trong này chúng ta có chế độ Speed Mode trong Scene Mode để có thể có một cái độ trễ thấp nhất. Còn ngày hôm nay bọn mình đang quay một set TVC nhỏ, cũng không cần một cái độ trễ thấp như thế. Vậy nên mình sẽ chuyển sang chế độ Image Mode để có chất lượng hình ảnh tốt nhất. Điều đặc biệt nhất trên thiết bị này đó chính là khả năng kết nối đa màn hình. Thông thường khi mà các hãng làm về những cái thiết bị mà chuyển đổi những cái tín hiệu về màn hình này thường sẽ chỉ là một bộ phát và một bộ thu mà thôi. Nếu mà làm những cái bộ mà có một bộ phát và nhiều bộ thu thì sẽ rất là tốn kém, ngoài ra là tính ứng dụng cũng không cao. Vậy nên Holy Land đã phát triển thêm ứng dụng là Holy View để có thể chúng ta có thể theo dõi được ngoài cái màn hình 7 inch mà anh Huy đang dùng ở đằng kia ra thì mình cũng có thể theo dõi bằng điện thoại. App Holy View cho phép mình kết nối tới 4 thiết bị smartphone cùng một lúc. Ngoài việc có thể xem trực tiếp thì mình có thể quay hoặc là chụp ảnh lại các shot mà mình đang cần. Chẳng hạn như là kia anh Huy đang cần là xem lại hoặc là chụp lại những cái shot thì nó có thể ghi lại luôn trên điện thoại này. Ngoài ra thì ở trên điện thoại này cũng có những cái công cụ hỗ trợ quay phim như là Instagram, Zebra hay là hỗ trợ Focus cũng rất là tiện lợi. Tổng kết lại thì mình thấy rằng đây là một bộ thu phát rất là thú vị, có các cụm kết nối thông minh và giao diện cũng rất là thân thiện. Ngoài ra thì có một cái app smartphone cũng rất là đáng tiền nữa. Mình thấy rằng với một cái thiết bị mà có mức giá 12 triệu thì rất là phù hợp với những cái team production house nhỏ như là 50 Made Việt Nam. Và đó là tất cả những gì mà mình đem đến cho các bạn trong video lần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.